Xin chào quý vị và các bạn Việc mới về được một cặp toàn giải Full răng ha test Cặp này thì Cái thùng rất là nặng Thùng này nặng chắc tầm khoảng Cái cặp này chắc khoảng 6 60 70 kg gì một cặp này Nặng lắm Và Sở hữu 2 bát 20 Một chép đôm Thì cái, cái chép này là thừa Của test luôn nha quý vị Bạn chúng tôi việc mở ra để quý vị và bạn cùng xem ha và cái tồn giải này thì không có phiểu thì có bạn hỏi mình là tại sao mà nói tồn giải rồi cái phiểu đâu không thấy cái phiểu thì uh, tùy theo uh, đời tùy theo hãng họ sản xuất test thì cũng có một số dòng lo họ không có sản xuất cái phiểu phía trước này quý vị và các bạn Đó. và họ sử dụng cái mũi nhôm thì nói chung cũng tùy thôi thì lo mỹ cũng vậy có một số dòng lo tồn giải họ cũng không có sản xuất cái phiểu nha quý vị và các bạn Đó. Thì à, để bây giờ việc mà mở cái củ lo này ra về bộ bạn và gửi đi thay gân. Thì à, gân này là gân à, gân mút xương nhỏ mềm. Thì à, cái chỗ của việc là không có gân này rồi, bắt buộc phải gửi lên cho chú Hùng ở Sài Gòn thay mới được. Và chơi cái này thì cũng cực khổ công phu lắm nha quý vị và các bạn. À, mình à, thay gân mà không đúng á thì âm thanh nó sẽ không chất lượng không hay nha tại vì đây là cái dòng lo cao cấp độ nhảy rất là cao rồi có bạn nói là mấy cái lo toàn giải của hãng Fortet là nó có bát 30 hay không thì theo việc được biết thì từ lúc mình chơi tới giờ đó là mình chưa thấy lo toàn giải của hãng Fortet có bát 30 thì mình thấy nó bát 20 đổ về thôi không có thấy bát 25 luôn quý vị và các bạn bát 20 rồi bát 10 bát 8 cm là nhỏ nhất 6 cm có cặp uh, 6 cm luôn quý vị và các bạn rồi bây giờ để việc mở cái uh, củ lo ra gửi đi rồi quay cho quý vị và các bạn xem luôn nha việc vừa tháo được cái bộ củ lo ra quý vị và các bạn củ to kinh khủng đường kính đường kính cái củ lo là 15 cm với vị và các bạn bát 20 mà đường kính cũ 15 cái củ từ đó, to lắm cái chép nè vì cũng cắt dây ra hết rồi để mình gửi đi thay gân thì sự thật đó, mình thay gân được nhưng mà có một cái là cái gân mà chuyên cho cái lo này mình không có ở uh, khu vực của việc là không có thợ nào có thậm chí là cả ở bên Cần Thơ luôn nó cũng không có nữa. đó nói về mà gân toàn giải và đồng trục thì chỉ có một mình chú uh, Hùng có thôi với gân tanh nôi rồi này, này nọ đó nhưng những chỗ khác không có đây full răng gọi đây nha quý vị và các bạn for test F F 225N côn răng. Ờ da băng sản xuất tại Nhật và công suất đầu vào là 30W, maximum là 100W, trở kháng là 8 ôm. Còn đây là cái chép đôm FT25D 8 ôm 40W và công suất đầu vào là 12W. Thì uh, đối với những cái dòng cao cấp này hãng họ ghi rất là kỹ nha quý vị và các bạn. Đó. ở cũ nó nặng con lo bạn quá trời nặng à, một chiếc này đây hai chiếc ôi nặng quá cầm lâu không nổi bên trong thùng nè trời ơi cái cuộn cản gì kinh khủng vậy cuộn cản này dám nó nửa nửa ký đồng đó của của hãng Fortet luôn nha quý vị và các bạn hãng Fortet luôn nha đây rồi cái con tụ này cũng của hãng Fortet luôn tụ này chắc tụ cản cho chép nè hãng Fortet luôn tụ hai chấm mấy đó người con này con sứ này là mình chắc nó, mình không thấy thông số nè cái 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 cuộn này à, dây rất là to khoảng có nửa ký dây đồng 3,5 gì đó phô tết của hãng phô tết luôn đó. Dìn hết nguyên bản nha nó về bao bạc bên đây cũng vậy luôn đó, còn lò dìm nguyên bản việc lấy nét thôi quý vị cùng xem đó mình một tay cầm điện thoại một tay quay nó hơi khó quý vị và các bạn đó. đây đó cái dòng này thì ngay chỗ cái ngay chỗ cái, cái 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 gì nè cái gâu quá thì người ta tha keo người ta kéo cái sợi dây của con lo đưa lên tới đó luôn ha. Rồi người ta móc ra chứ, chứ không không có cái sợi dây gâu sợ dây lo nó không có nằm ở trong bên trong cái cái mũi ha nó nằm bên ngoài luôn quý vị và các bạn cái da nặng quá mời thay rồi vệ sinh kết thúc video tại đây cái cặp này thì thấy nó nhỏ như chứ giá nó cũng hơi chát đấy, quý vị và các bạn hàng for tét lúc nào không vậy mấy cặp mà bát 20 thôi cái giá nó chắc lắm cặp này thì à theo việc uh, coi ở ngoài á là anh em bán cái bát rồi á là mình thấy là anh em bán khoảng uh, 7 triệu rưỡi một cặp một cặp bát là hai cặp bát là 14 triệu rồi đó chưa tính là uh, chép chưa tính cái cuộn dây chưa tính thùng chưa tính tụ hãng hãng vortex cặp này việc uh, thay gân xong rồi về mình đánh với cái âm ly đèn đó là phê luôn bảo đảm thùng rất là to thì uh, lúc này gần tết này chắc bên chú hùng gửi lên trảnh hai gân thì chắc cũng phải uh, ít nhất nhanh nhất cũng phải 20 ngày mới có rồi việc chào quý vị và các bạn nhé